Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Diễm Hằng Family Cuộc Sống Ước. Các bạn ơi, hôm nay là ngày 26 tháng 12 nha các bạn, là Boxing Day, bên đây là có big sale luôn á các bạn. Mình với ông xã sẽ đi ra ngoài shop quay cho các bạn xem nha. Chắc không biết có mua được cái gì không nữa các bạn, tại vì thông thường là nó rất là đông, mua là phải line up trả tiền luôn á các bạn. Nên mình đi xem thứ ơi có mua được hay không nha các bạn. Không không thì mình chỉ quay sơ sơ cho các bạn xem thôi nha. Mới đi tới đây là cảm thấy đông rồi đó nha các bạn ơi. Bây giờ xã mình mua lô tô thứ mấy anh? Thứ mấy? Thứ bảy. Mua lô tô thứ bảy. Green lắc nha. Các bạn ơi, người ta chơi game á là người ta cào hết trơn mấy cái này xuống, mấy cái này nè, rồi người ta soi cái này. Ông xã mình cũng quất ngay đây với ngay đây luôn rồi các bạn. Đó, cho nó nhanh gọn lẹ. Thắng hả? Thắng 5 đồng hả? Đổi hai cái khác. Thắng 5 đồng hả? Ông mới cào nhanh gọn lẹ, ông trúng được tiền, bây giờ ông quay ngược lại, ông đổi nha các bạn ơi. Rất là đông luôn các bạn. Mới có ở trạm xe lửa thôi các bạn ạ. Trạm xe điện mà đã đông như vậy rồi, dòng người vẫn còn nụp tới. Bây giờ bên đây là hình như 11 giờ nha các bạn. Ông đi đổi tiền đây. Ông đi đổi tiền. Rồi đổi đi, đưa đổi đi. Mua mấy cái lại anh? Hai cái nữa hả? Lấy cái vốn lại 5 đồng à? Chịu rồi à, nữa hả? Cái gì trúng 15 đồng nữa đâu? Trời ơi, ông trúng 15 đồng nữa nè các bạn ơi. Ngồi ra đổi nghỉ chơi nha, đông vui nha, đông vui. Không tụ tập đông người nha, không cho tụ tập đông người nha các bạn ơi. Mời người ta coi kìa. Thì kêu nó đem ra cho ổng xịt miếng nữa. Ổng đi làm mà ổng quên xịt. Rồi dầu thơm cũng có trà đâm luôn rồi. Sushi nè các bạn, nó to giống như vậy nè, biết nào hết, trên display thôi à. Đây cái chai của nó đây nè các bạn, đẹp không? Đẹp không các bạn? Quá đẹp. Đâu rồi anh, sao rồi? Number 2 nó nghỉ bán rồi, nghỉ bán lâu rồi nè. Đây 130, 3 chai nè. Còn 91 đồng 3 chai. Mấy miêu, 30 miêu không? Kể nói đang cho được 30. Sao rồi? Lấy bộ này hả? Màu vàng. Uống màu gì? Chai gì? Chai xịt. Cô Boss 30.000 nó đi nè. Chai gì? Shower gel, sữa tắm. Nhưng mà chai này nhiều.
chưa thấy vậy? Đó là tìm hiểu. Tìm hiểu có sale gì đâu. Chọn chơi. Nhìn nó lên ốc nè, các bạn thấy không? Sắp hàng. Dạ. Quá chứng trẻ đâu. Đây bán đồ skin care. Để cha đằng kia. Chịu hát nữa các bạn. Nhà nhà đông vui nhộn nhịp các bạn ơi. Ngon anh. Bất trời nhộn nhịp. Nhiều. Hôm nay có 30 rồi nơi cái khác. Cái hộp nó chia làm 2 ngang. Giờ đi lên đi, lên lầu. Bên gì? Bên đây nó còn bán nữa nè. Mấy cái hộp đồ ăn nè. Kìa bình đó, bên đó kìa. Mấy cái bình giữ diện nè. 30% hộp. Trời đông rồi, đông nha các bạn ơi. Đó, con người ta kìa. Mua giày. Đó, người ta lo nắp vô mua giày đó. You can try like me. Mấy cái hiệu thế nữa hả? Còn cái không à? Đây là Tiffany nha các bạn ơi. Tiffany cũng sắp hàng nguyên một đường dài. Ở bên kia là LV kìa các bạn. Mình đã chọn được một cặp nhẫn cho 10 năm ngày cưới mà ông xã chơi xấu, nên bây giờ hai vợ chồng sẽ sắp hàng để đi vào xem tận mắt nha các bạn, tại vì mình coi online đó các bạn. Của Tiffany. Giờ hai vợ chồng sắp hàng các bạn ơi. Của Tiffany. Không, trước mình là khoảng còn hơn 10 người nữa các bạn. À, chiếc xe bus này là chạy vòng vòng thành phố miễn phí này nha các bạn, trong khuôn viên thành phố nha. Đó là bên trong shop đó các bạn ơi. Và các bạn thấy có một số nhân viên và họ chỉ cho một số khách vào thôi để cho họ có thể chăm sóc khách hàng một cách chu đáo đó các bạn, tại vì mấy cái shop mà cái dạng mà luxury á thì nó khác với mấy cái shop thông thường là cho khách nhiều vào nhiều, mình khỏi sức đi xem rồi mua đồ các thứ, nhưng mà những cái shop giống như vậy á thì nó sẽ cho rất là ít người đi vào để cho họ make sure là nhân viên của họ có phục vụ mình một cách là chu đáo nhất đó các bạn, thấy không, nhộn nhịp luôn. Vậy mà bên sau lưng vợ chồng mình cũng có một số người luôn rồi các bạn ơi, đó sắp hàng. Hello đi anh Will đang làm cái gì đó. Có một số sản phẩm họ trưng bày bên trong kiến cho mình xem nè các bạn. Vợ chồng mình vô tiệm được rồi nha các bạn ơi. Một chiếc nhẫn. Coi thôi chứ chưa kịp mua. Chiếc nào cũng đẹp chứ làm rất là tinh xảo. Bên đây vàng trắng. Bên đây silver là trống không? Ở trong đó làm nhẫn cưới trong đó. Bên này
xong rồi các bạn ơi, giờ tới MV nha. Không biết đợi lâu không nè. Đợi không lâu thì mình sẽ vô đợi, vô xem. Còn đợi lâu thì mình không vô xem. Sắp hàng cho dày các bạn ơi, trời ơi. Trời ơi, sắp hàng cho dày gì mà dữ vậy trời. Nhìn cái nè. Mấy trăm người á. Chanel mất tiền quá. Chanel mất tiền quá, không cần line up nha các bạn. Không cần line up vẫn không có tiền vô mua. Gucci dễ mua quá nên người ta sắp hàng cũng xỉu luôn ha. Sắp hàng luôn. Nguyên một dãy dài thòn lòn như cậu Sài Gòn luôn à. Trong này có người đợi. Quá trời đông. Tôi xin cái mask cho anh đẹp trai. Trở về phố nữa các bạn ơi, hồi nãy nó nằm ở ngoài kia phố phố, giờ trở về phố nữa vẫn cảm thấy nhộn nhịp nữa này các bạn. Zara nè các bạn, quá trời đông luôn. Mình biết là vô sẽ không thể nào mua được nên không có vào. Bây giờ là 12 giờ rưỡi các bạn ơi, nhưng mà nó vẫn còn đông vui nhộn nhịp luôn à. Chưa có gì gọi là giảm suất hết trơn á. Anh này đi mệt rồi. Đi mệt quá, giờ hai chồng mua trà sữa các bạn ơi. Ở đây có anh bán trà sữa đẹp trai không các bạn? Và hôm nay hai vợ chồng mình đi mua được cái này nè các bạn. Một chai dầu thơm hiệu Boss Hugo. Cái bình cách nhiệt đựng đồ ăn